Ngô Đồng là con sông nhỏ bắt nguồn từ vùng đầm trũng trong lòng hệ thống núi đá vôi của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, len qua các vách núi và cánh đồng, rồi đổ vào hệ thống sông Vạc. Con sông chảy qua hệ thống các hang động với tên gọi Tam Cốc, trở thành địa danh du lịch nổi tiếng riêng có tại Ninh Bình. Bảo tồn giá trị hệ sinh thái, cảnh quan của sông Ngô Đồng góp phần tăng thêm giá trị của di sản Tràng An. Thời điểm này khi tiết trời sang đông, dọc hai bên sông là những cánh đồng hoa súng với sắc tím trải dài như dải lụa. Không những vậy, do đảm bảo tốt việc giữ gìn cảnh quan, điều kiện tự nhiên của vùng lõi di sản Tràng An, thời gian qua sông Ngô Đồng còn là điểm đến ưa thích của nhiều đàn chim di cư đến trú ngụ. Hình ảnh dòng sông hiền hòa len qua các ngọn núi, thung lũng, thảm động thực vật phong phú đã tạo cho du khách cảm giác như đang bước vào những câu chuyện cổ tích với vẻ đẹp hoang sơ, huyền ảo. Đến với Tam Cốc, tôi đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp hoang sơ, phong cảnh núi non hùng vĩ. Đi trên dòng sông qua hệ thống các hang động đã mang cho tôi cảm giác thật tuyệt vời. Phát triển du lịch, song nơi đây đã giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái tự nhiên rất tốt. Tôn trọng tự nhiên, bằng chứng là hệ thống các thảm thực vật phong phú. Có nhiều loài chim di trú đến khu vực này. Khu du lịch Tam Cốc Bích Động luôn chú trọng bảo vệ cảnh quan môi trường của sông Ngô Đồng. Không chỉ thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ hệ sinh thái, động thực vật tự nhiên luôn được ưu tiên thực hiện. Luôn luôn có lực lượng, nhân viên vệ sinh lúc nào cũng đảm bảo là chúng ta sẽ làm thủ công để không tác động ảnh hưởng gì đến lớn đến môi trường cả. Từ ngoài bến thuyền, các nhà vệ sinh hay là trên dòng sông, chúng tôi đều có lực lượng làm vệ sinh bằng thủ công hết. Hướng tới là không những là nơi khách tham quan mà là còn nơi để bảo tồn cái đa dạng sinh học, bảo tồn những cái loài động vật quý hiếm. Theo các nhà nghiên cứu, sông Ngô Đồng được hình thành một cách hoàn toàn tự nhiên do quá trình kiến tạo địa chất của khu vực di sản Tràng An. Một sự pha trộn giữa những ngọn núi dạng tháp có vách dốc đứng trong khu rừng nhiệt đới nguyên sinh, bao quanh những trũng thung lớn, sâu, chứa nước trong và tĩnh lặng, thông với vô số các hang động. Do đó, vấn đề hài hòa lợi ích giữa phát triển du lịch và bảo tồn cảnh quan môi trường, điều kiện tự nhiên trong khu vực di sản là rất quan trọng. Thế thì việc mà chúng ta không cho lưu trú trong cái vùng lõi di sản, đặc biệt là những nơi có cái cảnh quan cần bảo tồn nguyên trạng, thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta thực hiện rất là tốt. Thì cái việc bảo vệ cảnh quan môi trường tốt như thế, nó cũng thể hiện cái việc mà nhiều loại sinh vật, đặc biệt có những loại chim quý đã quay trở lại với Tràng An. Thì đây là một cái hướng mà chúng tôi đã cũng cố gắng là bảo tồn cái hệ sinh thái đa dạng nhất và nó nguyên trạng nhất. Thì đây nó cũng lại là một cái nguồn lực để là cái sức hút đối với khách du lịch. Sông Ngô Đồng và Tam Cốc hòa quyện không chỉ tạo nên cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, mà nơi đây còn là nơi chứa đựng nhiều giá trị lịch sử văn hóa, cần tìm hiểu, nghiên cứu. Việc bảo tồn cảnh quan dòng sông này sẽ càng nhân lên giá trị và sự quyến rũ của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An.